Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Hiện nay Lợi nói về tìm M để hàm số lượng giác có tập xác định là R. Thì phương pháp giải như sau. Các bạn nhớ giúp Lợi đưa cái dạng về đây. M luôn luôn lớn hơn bằng Fx. M là cái ẩn mình cần tìm nè. Còn Fx đây chính là cái hàm số lượng giác. Hàm số lượng giác. Được chưa ạ? Rồi thì sau đó các bạn tìm min của cái đó, min cái đó thì cái M chắc chắn phải lớn hơn bằng min. Tương tự những cái trường hợp khác cũng vậy, được chưa ạ? Rồi ví dụ nè tìm M để hàm số y bằng căn sin x cộng m xác định trên R, thì ta có y bằng căn, thì các bạn nhớ nha, nhớ tập xác định nhớ giúp Lợi những tập xác định của hàm số lượng giác, đó là hàm sin nè, hàm cos nè, có tập xác định d bằng r, hàm tan nè, thì ví dụ tan x thì bằng sin x chia cos x, thì dạng phân số mẫu phải khác không, thì mình sẽ có tập xác định của nó. Ở đây các bạn nhớ đến vòng tròn đoạn giác tập xác định r, những cái giá trị nào giúp cho cos x bằng 0 thì các bạn loại đi. Thì đây nè, chụp cos x nè, đây là 0 nè, đây là 1 nè, đây trừ 1. Rồi điểm nào chiếu xuống chụp cos x nó bằng không à? Đây, từ đây đến đây là bi chia 2, từ đây đến đây chiếu xuống cũng là 0 nè, đây là thêm bi nè, tiếp tục thêm bi, dạng khác bi chia 2 cộng cả bi, được chưa ạ? Tương tự hàm tan cũng hàm cotan x thì bằng cos chia sin x, vậy mẫu phải khác không, thì mình sẽ có tập xác định d bằng r, cũng dùng vòng tròn lượng giác ta sẽ thấy được rằng nó khác k bi, k thuộc giác, được chưa ạ? Và các bạn nhớ những cái kiến thức, ví dụ như căn a có nghĩa khi nào ạ? Khi a lớn hơn bằng 0. Phân số có nghĩa khi nào ạ? Mẫu khác không? Rồi dạng A phần căn B thì nhớ B lớn hơn 0. A phần căn B có nghĩa khi và chỉ khi B lớn hơn 0. Được chưa ạ? Rồi ở đây dạng căn, vậy nó có tập, nó căn này có nghĩa khi nào ạ? Có nghĩa khi và chỉ khi sin x, xin lỗi đây là M nha các bạn, cộng M phải lớn hơn bằng bằng 0. Sau đó các bạn chuyển M qua một vế, chuyển vế đổi dấu nè. Sau đó các bạn nhớ đến giá trị, tập giá trị của hàm sin. Hàm sin với hàm cos đều có giá trị là lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 1. Được chưa? Rồi, đây tương ứng là Fx nè, lớn hơn bằng trừ M nè. Được chưa? Lớn hơn bằng trừ M. Đây các bạn nhìn vào lý thuyết nè. Đây M nhỏ hơn bằng, đây M nhỏ hơn bằng, tương ứng đây là trừ M nhỏ hơn sin x. Rồi vậy các bạn tìm min của nó, min của nó đây, sin x luôn luôn lớn hơn bằng trừ 1, vậy min ở chỗ này và nó nhỏ hơn bằng, nhớ lớn hơn bằng là min, nhỏ hơn bằng là đây là mát nè, vậy min là trừ 1, vậy ta tương ứng với mọi x thuộc R nè, thì ta tương ứng suy ra trừ M phải nhỏ hơn bằng trừ 1. Được chưa? Còn các bạn không nhớ lý thuyết đó, không nhớ lý thuyết đó, để mình giải ra luôn đi. M nhỏ hơn bằng 1, xin lỗi, lớn hơn bằng nha, nhân cho số âm chiều đổi. Ok chưa? Còn nếu các bạn không nhớ cái đó, nhớ những cái phương pháp này, không nhớ cái chỗ này nè, thì các bạn giải như sau. Đây, đã giải từ chỗ này nha các bạn, chữ này nè, sin x lớn hơn bằng trừ M, thì mình tương đương trừ M sẽ nhỏ hơn bằng sin x, và mình có sin x của mình lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Rồi đây, sin x lớn hơn trừ 1, lớn hơn bằng trừ 1, vậy muốn cho nó đúng với mọi x thuộc R thì cái trừ M này phải nằm ở phía sau đây, vậy tương ứng tương đương trừ M nhỏ hơn bằng trừ 1, vậy tương đương M lớn hơn bằng 1. Ok chưa ạ? Rồi tương tự bài B,
bài B đâu ạ. Để mình kiếm bài B. Bài 2. Để cho là cho bài bài tập 2 nha bạn. Đây, cho bài tập 2. Các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha. Đây bài 2. Đây cái đề bài 2 đây. Rồi, các bạn hãy giải bài 2 và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi, được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.